quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với là bạn Lệ vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Lệ nhé. À, chào Lệ. Dạ, em chào chị ạ. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Ngọc Lệ, hiện nay mình 24 tuổi. Mình vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Sở thích cá nhân của mình là đi shopping và chơi violin và cuối tuần. Vậy là em học cái đàn lâu chưa em? Dạ em cũng đã học cách đây 5 năm rồi ạ. 5 năm, cũng là khá là dài đúng không? Thì là chia sẻ với các bạn qua Mỹ mình sẽ học trường gì bên đó em? Qua đó thì mình sẽ học ở University of Texas at Arlington. Trường của em học là một trường công lập. Nó được thành lập cách đây 120 năm và có khoảng 33.000 sinh viên theo học cái này. Em chọn trường này thì tại vì trường này đặc biệt trong ngành tí số, tức là ngành mà em muốn học. Và hơn nữa là người anh họ đã giới thiệu trường này cho em và đó là một trường rất tốt cho nên khuyên em học trường này. Tại vì là em vừa tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tiếng Anh cho nên là em cũng muốn theo đuổi cái ngành để học lên thạc sĩ. Dạ. Và đó mình sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ. Vậy thì cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Mình được biết Tân Đại Dương là qua bạn của mình là cũng chọn Tân Đại Dương và bây giờ đang ở bang Ohio. Cho nên mình cũng muốn được đi du học Mỹ, cho nên mình đã chọn cái trung tâm lớn nhất và uy tín nhất để dạy phỏng vấn cho mình. Vì quan trọng nhất là cái khâu dạy phỏng vấn. Quá trình học phỏng vấn của em là em sẽ học phỏng vấn ở Anh Khôi. Anh thì dạy cho mình rất nhiều, bất cứ câu hỏi nào mình cảm thấy thắc mắc là anh Khôi sẽ giải đáp cho mình rất là cặn kẽ. Sau đó là bọn em sẽ ngồi vào văn tròn chat lại với nhau trước khi đi phỏng vấn. Và thường thường anh Khôi hay là kể những câu chuyện cười để cho mình relax. Và hơn nữa là mọi người là thường ngồi lại hỏi những câu hỏi khó với nhau. Ai không trả lời được thì phải về nhà học bài lại, có ai trả lời được sẽ được quà của anh Khôi ạ. Em học với anh Khôi thì em được mấy món quà của anh Khôi ạ? Dạ cũng 3 món. Và chị cũng được biết là sau khi nhận được visa thì em cũng có quà, không biết em nhận quà của anh Khôi chưa? Dạ rồi ạ. Người hướng dẫn của em tức là chị Thủy, chị sẽ chat lại một lần nữa và sắp xếp hồ sơ cho em trước khi đi phỏng vấn. Anh bảo anh thì nói về đại sứ quán, phân tích cho mình hiểu là đại sứ quán thực ra cũng có gì lớn lao hết, cho nên để cho mình cảm thấy tự tin hơn trước khi đi phỏng vấn. Anh bảo anh dạy cho mình phân tích kỹ người lãnh sự quán là kiến thức về kiến thức sự giàu có của người ta, vì khi mà đứng mình đối diện với những người mà có địa vị cao hơn mình, giàu có hơn mình thì mình cảm thấy run sợ, nhưng thực ra những người đó là chỉ là một nhân viên của lãnh sự quán thôi, cho nên mình có gì là phải ngại ngùng hết. Mình hãy khi mà phỏng vấn thì mình hãy xem người đó như là một người bạn để trò chuyện và tâm sự thôi ạ. Vậy thì sau khi học xong với bảo anh thì vào phỏng vấn em có thấy lo sợ gì? Đầu tiên thì rất lo vì cái không gian khác lạ và mọi thứ rất nghiêm ngặt. Nhưng sau đó thì mình là trấn an, mình chỉ là cuộc nói chuyện với người nước ngoài thôi, cho nên hãy cứ vui vẻ và bình tĩnh. Và cái dự định của Lệ sau khi học xong tại Mỹ thì như thế nào em? Mục đích của em là trở thành giáo viên tiếng Anh tại trường Ngoại ngữ Huế. Và trường này yêu cầu cái bằng em phải có bằng thạc sĩ, cho nên em đã chọn du học Mỹ để tăng cái khả năng tiếng Anh của em lên. Trở về lại thì với bằng cấp của Mỹ thì cái bằng cấp của em nó sẽ có giá trị hơn là bằng cấp tại Việt Nam. Và bây giờ đã có visa trong tay thì sau khi quay trở lại về Huế, mọi người hỏi em đã làm hồ sơ ở đâu thì tất nhiên em sẽ giới thiệu là Tân Đại Dương không những làm hồ sơ cho em mà còn làm hồ sơ cho bạn em, và đặc biệt là em gái của em cũng đang định đi du học Mỹ ạ. Rồi, chị cảm ơn em chia sẻ của Ngọc Lệ và chúc cho những cái ước mơ của em sẽ thành công hơn trong tương lai ha. Dạ, em cảm ơn chị và chúc Tân Đại Dương ngày càng thành công ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Ngọc Lệ về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để được tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.